Là cái này sao? Dạ. Dạ con hiểu rồi. Mẹ, mẹ vào đi. Dì Kim Phụng, mời dì vào. Chào chị Phụng. Tổng giám đốc, ba tôi đâu? Chú đang ở phòng làm việc. Chú đợi hai người lâu lắm rồi đó. Mẹ à, con nói với ba một tiếng trước. Vào đi. Ba, con dẫn mẹ tới rồi. Kim Phụng, 20 năm rồi. Em cứ tưởng cả đời này sẽ không còn gặp anh được nữa. Không ngờ là còn có cơ hội ở đây ôm anh vào lòng, tựa vào lòng ngực nói chuyện với anh. 27 năm rồi, có rất nhiều lời muốn nói với anh, nhưng thời cũng không biết nói từ đâu. Anh không biết, mỗi đêm không có anh, đêm nào em cũng rất sợ. Bao nhiêu năm qua, đêm nào em cũng rơi nước mắt, trong mơ được gặp mặt anh. Anh biết không? Còn anh, còn anh. Hai mươi năm bắt em phải chịu khổ, anh xin thề anh trở về rồi anh sẽ không để em chịu khổ nữa, anh sẽ không rời xa em nữa. Lâm Kim Phụng là người phụ nữ rất bình thường. Không ngờ anh Dân Sinh đã rời xa dễ nhiều năm như vậy, vẫn còn ôm mối tình si, nhớ mãi không quên. Thấy anh chị ấy được sum họp bên nhau, mình thật mừng cho anh. Chân của anh, để em lượm kệ giúp anh nha. Kim Phụng à, anh có thể sống sót trở về đều phải cảm ơn ân nhân của anh đó, Viên Vũ Nông. Còn đây chính là em gái của Viên Vũ Nông, Tinh Tinh. Cô Tinh Tinh, cảm ơn cô. Cảm ơn cô chăm sóc và giúp đỡ Dân Sinh. Cảm ơn cô. Chị à, chị đừng nói như vậy mà, kêu em là Tinh Tinh được rồi. Bao nhiêu năm qua, ngày nào anh Dân Sinh cũng đều nhắc tới chị và ba đứa con. Anh ấy luôn ngày nhớ đêm mong vợ và các con. Dân Sinh vốn là người rất lo cho gia đình, người cha rất thương yêu các con. Cảm ơn hai người. Tú Khanh à, cô bé này là con gái duy nhất của ân nhân Tú Khanh đó. Xinh quá, lại rất sang trọng nữa. Cảm ơn cô, cảm ơn cả nhà cô. Dì quá khen con rồi. Dì Kim Phụng, chú à, chúc mừng chú. Sau bao nhiêu năm rồi cuối cùng gia đình chú cũng đoàn viên. Tổng giám đốc, giờ ba tôi đã trở về rồi, đã nói rõ thân phận của mình. Tôi muốn đón ba tôi về nhà đoàn tụ.
mọi người thấy vậy được không? Không được đâu. Không được. Tại sao? Bà ở lại công ty là được rồi. Bà còn chuyện rất quan trọng phải làm, ở lại phòng làm việc sẽ thuận tiện hơn. Dân sinh à, may mà Bồ Tát phù hộ, anh còn sống trở về. Đúng ra phải bao giờ nhà đoàn tụ mới đúng. Có chuyện quan trọng gì nhất định phải ở lại công ty mới được vậy. Chuyện quan trọng nhất chính là đối phó Chu Quảng Đạt, vì anh muốn trả thù. Anh đã đợi 20 năm rồi, anh không muốn bứt dây động rừng. Anh nhất định phải tìm một nơi bí ẩn mới không để lộ thân phận. Tòa nhà này rất nhiều người ra vào, anh sống ở đây, một là sẽ không liên lụy cả nhà, hai là không để người khác biết hành tung của anh. Lần này anh nhất định phải giải quyết Chu Quảng Đạt. Dân sinh à, em hiểu cảm giác của anh. Năm xưa Trần Long Quy và Chu Quảng Đạt vì lợi ích của họ đã hãm hại anh. Bây giờ Trần Long Quy cũng chết rồi, anh có biết không? Hơn nữa Bồ Tát cũng phù hộ, anh còn sống sót trở về. Anh không nghe câu trả thù qua lại bao giờ dứt. Chúng ta không thể bỏ qua sao? Đừng để thù hận đó ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta mà. Em có biết hồi xưa anh đối với Chu Quảng Đạt ra sao không chứ? Ông ta cho những không biết ơn mà còn lấy quán trả ơn nữa, hại cả nhà của mình tan nát, cốt nhục chia liền, hại em rơi xuống vách núi, bị mất trí nhớ. Hơn nữa anh cũng biết 18 năm em mất trí nhớ là Chu Quảng Đạt đã chăm sóc cho em. Dân sinh ra anh đừng có hiểu lầm, em vốn trong sạch, em không chịu nổi. Em không chịu nổi người ta nói quan hệ giữa em và Chu Quảng Đạt đâu. Em không chịu nổi. Anh phải tin tưởng em chứ. Tính tình bà xã anh ra sao, sao anh lại không hiểu được chứ? Anh không hiểu lầm em, nhưng mà anh nhất định bắt Chu Quảng Đạt phải nói rõ ràng ở trước mặt anh. Nếu không, anh tuyệt đối không thể nào bỏ qua cho hắn được. Trương Giang Lương, là anh ép tôi. Chẳng những tôi không rời nhà anh, ngược lại tôi còn làm cho anh đau khổ gấp ngàn lần nỗi đau mà anh đã gây ra cho tôi. Nè, phòng tôi còn có hai thùng, phiền anh giúp giùm. À, được rồi. Cảm ơn. Thưa Sảo à, sự việc lần này thành thật xin lỗi nha. Lần này anh chị dọn nhà, chị cũng không nỡ để em phải đi. Chỉ là đôi khi Văn Lương nói cũng không sai, chị không thể cứ ép em ở bên cạnh chị. Em cũng có hạnh phúc của mình, không phải sao? Chị Kỳ, anh chị chịu cho em ở đây, em cảm ơn anh chị lắm rồi. Ừ. Bà xã, đồ của chúng ta thu dọn cũng tạm ổn rồi chứ? Ừ, đã thu dọn xong rồi. Dễ thương quá. Thưa Sáu à, ở đây có 300 ngàn tiền mặt, còn có một tờ chi phiếu 2 triệu. Em nhận trước đi. Anh họ, sao anh phải làm vậy? Thưa Sáu à, nói thật lòng, anh thật sự không nỡ để em đi đâu. Nhưng mà anh chị không thể ích kỷ giữ em hoài được. Anh mong là
sau này em có thể đi con đường của mình. Và số tiền này có thể giúp em tạm thời sống thoải mái hơn một chút. Em cầm số tiền này đi, và cùng với con tìm một nơi khác để sinh sống. Anh họ, anh với chị Kỳ tốt với em như vậy, số tiền này em không thể nhận được. Cầm đi. Tuy tiền không phải là vạn năng, nhưng nếu không có tiền sẽ vô vàn khó khăn. Một mình em bồng theo đứa con, nếu trên người không có tiền thì làm sao sống đây? Em ở chỗ của anh chị đã giúp đỡ rất nhiều, cũng thường xuyên ở bên cạnh Bội Kỳ. Anh chị phải cảm ơn em mới đúng đó. Để em cho. Thư Sảo à, nè, em cầm tiền đi, nuôi dưỡng Kiến Hạo thật tốt. Nếu không, em không mang tiền bên mình, chị thật sự rất lo lắng đó. Chị Kỳ à, em cũng không đỡ rời xa anh chị, nhưng mà hai người nói vậy quả thật rất có lý. Số tiền này em xin tạm nhận trước, đợi sau này kiếm được tiền rồi em sẽ trả lại cho anh chị. Không cần phải khách sáo như vậy đâu, tiền em cứ giữ xài đi, nuôi dưỡng Kiến Hạo khỏe mạnh khôn lớn, biết không? Ừ. Cảm ơn. Kiến Hạo, nếu vậy anh họ, chị Kỳ, em đi trước nha. Nhớ cẩn thận, chúng ta liên lạc sau. Ừ. Kiến Hạo đi nha. Tạm biệt. Tạm biệt. Thư Sảo, Thư Sảo, em sao vậy? Nè, cẩn thận, cẩn thận. Thư Sảo à, con bị làm sao vậy? Dạ không sao, là bệnh cũ thôi. Chị Kỳ à, xin lỗi, chị có thể lấy giùm em thuốc để trong giỏ không? Được, được. Nhanh lên đi con. Được rồi. Sao mà nhiều bệnh quá vậy? Ờ, đây. Là bệnh nào mới đúng đây? Viên màu trắng đó, màu trắng. Cảm ơn. Văn Lương à, con còn đứng ngớ ra làm cái gì? Mau rót ly nước cho nó uống thuốc đi. À, dạ dạ dạ. Thư Sảo, con bị ung thư gan. Nhanh lên đi. Thư Sảo à, tại sao con lại không nói cho chúng tôi biết? Không sao đâu, con đã uống thuốc cầm cự rồi. Trước đó không nói với mọi người là sợ mọi người lo lắng thôi. Nếu như chỉ có một mình con không sợ gì hết. Nhưng giờ có Kiến Hạo rồi, con thực sự rất lo. Nếu ngày nào đó con ngã xuống, vậy Kiến Hạo phải làm sao? Thư Sảo, em như vậy sao anh chị yên tâm để em một mình đi được? Lỡ như em phát bệnh giữa đường thì biết làm sao đây? Dù sao đi nữa con cũng nên ở lại, chúng tôi không thể nào để con đi một mình được hả? Ông xã à, bệnh tình của Thư Sảo nghiêm trọng như vậy, sao chúng ta có thể bỏ cổ một mình? Chúng ta nên giữ cổ lại để chăm sóc đi. Đương nhiên rồi, đương nhiên là anh mong cổ ở lại, nhưng mà phải coi cổ có đồng ý hay không đã. Mặc kệ đi, nó có đồng ý hay không, ba quyết định phải giữ nó ở lại. Thư Sảo à, con là một cô gái ngoan ngoãn lại hiền lành, chúng ta lại là bà con, cho dù người ngoài con gặp khó khăn, chúng tôi cũng không thể bỏ mặc được. Thư Sảo à, con không thể đi được đâu, hãy ở lại đây đi. Thư Sảo, em cứ yên tâm ở lại bên anh chị, yên tâm dưỡng bệnh, biết chưa? Cảm ơn cả nhà, cảm ơn. Trương Văn Lương, anh không đẩy tôi ra được đâu, tôi không để anh sống yên thân đâu. À, nghỉ lát đi, nghỉ lát đi. Nè,
Chuyện đã qua lâu vậy rồi, Nhạc Phong có thể tìm lại được mẹ và hai người em ruột của mình, kể ra đúng là may mắn thiệt nha. Không ngờ là ba cậu ấy cũng chưa chết, đây đúng là kỳ tích trời ban tặng á. Phải, mười mấy năm nay họ đã chịu nhiều cực khổ rồi, hôm nay á coi như sau cơn mưa trời lại sáng, cả nhà vui vẻ. À. Anh Phong, anh Phong ừ? À, có người tìm anh nè. Tìm tôi hả? Ờ. Ba, mẹ, Tâm Chi. Anh. Ờ, sao mọi người lại tới đây? Mẹ vừa tỉnh lại, em đưa mẹ tới công ty gặp mặt ba. Sau đó ba nói là muốn tới đây, cảm ơn chủ tình hứa. À. Phải đó, đây là đạo lý làm người, tôi nên tới cảm ơn mọi người. Nhạc Phong à, anh đây là... Xin lỗi, con quên giới thiệu, đây là ba nuôi của con, ba tên là Hứa Thiên Hổ. Anh Trịnh chào anh, chủ tịch Hứa. Cảm ơn anh đã nuôi dưỡng Nhạc Phong từ nhỏ, cao lớn trưởng thành như bây giờ vậy. Nó có được ngày hôm nay, tất cả là nhờ anh dạy dỗ. Tôi thật không biết nên cảm ơn anh sao mới phải nữa. Đừng nói như vậy, cũng bởi tôi có duyên với nó. Nhìn cả nhà anh được sum họp, tôi cũng mừng cho cả nhà. Anh Hứa, chúng tôi vừa mới tới kiểm tra công trường, có một việc tôi muốn giải thích với anh. Có chuyện gì sao? Tôi nói cho anh biết, thật ra công trường của chúng tôi, ông chủ lớn thật sự chính là ông chủ Trịnh Dân Sinh đây. Không sai, ông chủ thật sự chính là ông chủ Trịnh. Trước đây chúng tôi có cơ hội quen với ông chủ Trịnh, biết được quan hệ giữa chúng ta. Ông ấy muốn gặp mặt Nhạc Phong, nhưng mà lại sợ chú Quán Đạt biết chuyện, mới nhờ ông Lưu liên lạc với cậu. Đúng vậy, đây đều là kế hoạch của chú, gồm cái chuyện đấu giá miếng đất và chuyện trả lại đơn hàng bên họ. Tất cả là để ép tập đoàn Long Quy. Chú à, chú mưu trí thật đó. Chuyện này đâu là gì, bây giờ mọi việc đã sắp xếp xong rồi, sau này chúng ta cũng không cần âm thầm làm việc nữa. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta cứ ngồi coi tập đoàn Long Quy phải trả món nợ cũ. Tâm Nhi, chủ tịch Hứa à, trong này có giấy chủ quyền nhà cũ của anh đó. Văn Lương đã dọn đi rồi, tôi cũng đã mua lại nó. Tôi cảm ơn anh bao nhiêu năm qua đã chăm sóc cho Nhạc Phong, nuôi dưỡng nó trưởng thành. Ơn nghĩa này không biết trả sao cho đủ nữa. Bây giờ đây, căn nhà này tôi xin tặng lại cho anh, bày tỏ chút thành ý của tôi. Không được, không được đâu. Món quà lớn như vậy tôi không thể nhận được đâu. Anh Hổ à, đừng có khách sáo mà. Trời ơi, tôi không ngờ đây Dân Sinh gây dựng cơ nghiệp lớn vậy. Nếu anh ấy mua được căn nhà này, vậy thì tốt quá rồi còn gì. Chuyện nên làm mà, nên như vậy mà, phải rồi đó. Phải đó ba, đây là tấm lòng của ba ruột con, cũng chỉ là đền ơn ba đã nuôi dạy con thôi. Ba hãy nhận đi hả? Anh Hứa à, nếu anh vẫn không nhận, có phải muốn tôi ra rước lương tâm cả đời hay không vậy? Tôi Nhạc Phong. Dạ ba. Ba cầm lấy đi. Cảm ơn anh. Anh sao vậy? Cuối cùng cả nhà mình được đoàn tụ rồi. Điều hối tiếc duy nhất là Văn Lương. Chuyện này anh cũng biết sao? Thằng nhỏ Văn Lương đó, bản tính nó tốt lắm. Từ lúc nó gặp Chu Quảng Đạt với lại Lôi Khôn, nó đã hoàn toàn thay đổi. Đường ngay không đi, có kéo sao cũng không kéo về được. Em cũng không biết phải làm sao cho đúng nữa. Không sao đâu, anh sẽ tìm cơ hội nói chuyện với Văn Lương. Chuyện này cứ giao cho anh giải quyết được rồi. Ông chủ Trịnh, chúc mừng. Chúc mừng cả nhà sum họp nha. Cảm ơn. Ông chú, có chuyện không hay rồi. Là chuyện gì? Thì ra ông chủ tập đoàn Tân Thái là Trịnh Dân Sinh. Ông ta chưa chết. Ông ta chưa chết thật. Cậu có nhầm lẫn không? Ông chú à, không thể nào sai được.
Bây giờ ông ta còn đồn đại ra ngoài, nói là phải tìm ông tính sổ, còn nói sẽ không để ông sống yên. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Hiếu Anh à, hôm nay anh báo cho em biết một tin vui. Chắc chắn là em không ngờ, ba ruột của anh vẫn chưa chết, đã trở về rồi. Không ngờ là ba anh lại chưa chết. Anh thực sự rất là vui đó. Anh, thật vậy sao? Nhìn thấy cả nhà đoàn tụ, em thật sự rất vui, rất vui đó. Hiếu Anh à, không chỉ có vậy thôi đâu, ba của anh còn rất hào phóng. Ông giúp chúng ta mua lại căn nhà cũ rồi, còn tặng cho ba vô điều kiện nữa. Ba đang định là sửa sang căn nhà đó thành công ty xây dựng, sau đó tất cả chúng ta sẽ dọn về đó ở ha. Ba, Hiếu Anh nói chuyện được rồi. Hiếu Anh à, nói lại lần nữa đi, em nói gì? Ba, Hiếu Anh nói là về nhà. Đúng rồi đó, ba cũng nghe thấy nữa. Ba, Hiếu Anh à, con nói được rồi, con nói lại lần nữa, nói lại lần nữa đi con. Hiếu Anh nó nói được rồi, Hiếu Anh nói được rồi, ba nghe thấy rồi, ba vui mừng lắm. Con mau khỏe lại đi, chúng ta sẽ cùng về nhà ha. Ê, vô duyên vô cớ, cậu khóc cái gì mà khóc hả? Không phải đâu, tôi nhìn thấy căn nhà này lại nhớ tới trước đây chúng ta bị người ta ăn hiếp, chẳng còn chút tự trọng nào. Bây giờ khó khăn lắm mới về được ngôi nhà này. Chú nghĩ đi, tôi không đau lòng, không mừng sao được. Khóc cái gì mà khóc chứ, đàn ông vui mừng thì vui mừng, khóc giờ còn ra thể thống gì nữa. Chủ tịch nói á, sau này á lấy nhà này làm văn phòng và cũng để ở luôn. Vậy là chúng ta có nên đo đạc thiết kế lại hay không vậy? Ồ, mấy cậu chỉ giỏi nói à, thôi mau đi làm đi. Được rồi, Thiếu Kỳ à, đi thôi. Đi. Cẩn thận đó, cẩn thận đó. Chủ tịch, mọi người về rồi. Chủ tịch. Cô chủ cũng về rồi nè. Chủ tịch, cô chủ khỏi bệnh rồi sao? Vẫn chưa khỏi hẳn đâu, nhưng bác sĩ nói cô chủ nhà mình tiến triển rất nhanh nên mới có thể để nó về. Chỉ cần ở nhà tĩnh dưỡng cho khỏe, sau này sẽ mau bình phục thôi. Chào mọi người. Ê, cô chủ nói chuyện kìa. Vô duyên à, cô chủ đâu có bị câm. Nếu vậy sau này chúng ta có thể thay nhau chăm sóc cô chủ rồi. Đúng. Hiếu Anh à, không phải em rất muốn về nhà sao? Bây giờ về tới rồi, em có vui không? Anh đem đi một vòng có chịu không? Dạ. Hiếu Anh à, đây là phòng họp mặt. Em còn nhớ không, có lần em với anh giành móc chìa khóa mà Tuệ Linh đã tặng cho anh. Lúc đó em chạy anh đuổi theo, sơ ý đụng vào cạnh bàn, cả bàn chân sưng vù lên. Anh còn lấy đá chườm cho em. Em còn nhớ không đó? Nhạc Phong à, cả nhà chúng ta sống ở đây nhiều năm như vậy rồi, Hiểu Anh sao có thể quên cho được chứ? Hiểu Anh à, con nói có đúng không? Ba, phòng của con. Em muốn coi phòng em hả? Được rồi, anh sẽ đưa em đi ha. Đi. Tới rồi nè. Cẩn thận, cẩn thận đó. Hiểu Anh. Hiểu Anh à, đây vẫn là phòng của con. Ba muốn thiết kế lại căn phòng này của con, có không gian rộng thoáng hơn,
để con có thể ở đây hồi phục sức khỏe. Sau này con không cần thường xuyên tới bệnh viện. Nhạc Phong à, con thấy có được không? Ba, sáng kiến này của ba hay lắm. Cô y tá, nhờ cô phụ tôi một tay. À, làm phiền cô nghe. Nè, Hiếu Anh à, bà nói rất đúng. Tuy bây giờ chúng ta về nhà rồi, ai cũng vui hết, nhưng mà sau này em muốn hồi phục còn vất vả nhiều. Bản thân em phải cố lên, không được làm biếng đó. Đừng để cho ba và mọi người phải thất vọng hả? Mời vào. Ông chú, gần đây tôi rất bận lo chuyện nhà mới. Hôm nay ông kêu tôi tới đây có chuyện gì sao? Hai tấm hình này, cậu coi thử đi. Người này là... Sao tôi thấy quen quá vậy? Ông ta là Trịnh Dân Sinh. Trịnh Dân Sinh? Vậy ông chính là... Không sai, ông ta chính là ba ruột của cậu đó. Trước đây tôi nói với cậu rồi, tôi chính là người đã hại cả nhà cậu tan nhà nát cửa. Lúc đó cậu thông cảm cho tôi, tôi rất khâm phục cậu. Không ngờ cậu vì tiền bạc và quyền thế không so đo với tôi. Bây giờ ba cậu muốn cậu trở về nhận tổ quy tông. Tôi nghi ngờ cậu vẫn vì tiền bạc và quyền thế mà phản bội tôi. Tôi nói vậy có đúng không? Trước đây tập đoàn Tân Thái tìm đủ mọi cách đối đầu công ty ta, không chỉ chơi khăm mà còn giành mối, là do ba cậu gây ra. Tôi đoán là lúc ba cậu tới tìm cậu nói chuyện, chắc chắn cậu sẽ ngoan ngoãn trở về, bởi vì ông ta là chủ tập đoàn Tân Thái mà. Không ngờ ông ta lại biết được những suy nghĩ trong lòng của mình. Bị tôi đoán trúng rồi sao? Nói sao đi nữa, bản tính của hai chúng ta đều giống hệt nhau. Đều vì tiền bạc và quyền thế mà làm trái lương tâm của mình. Nếu cậu chọn trở về bên cạnh Trịnh Dân Sinh, vậy thì chúng ta lập tức thành kẻ thù. Tôi thật không muốn nhìn thấy mọi chuyện phải biến thành cục diện này, cho nên tôi buộc phải đề phòng. Đó là cách gì? Dọn nhà. Hả? Dọn nhà sao? Đúng vậy. Cậu có thể dọn nhà và lấy lý do này đuổi cô ta ra ngoài. Cô không thể bám lấy cậu. Như vậy hai người có thể cắt đứt liên lạc rồi. Vậy làm sao được? Nếu tôi đột nhiên nói dọn nhà đi, Bội Kỳ và ba của cô ấy nhất định sẽ cảm thấy rất lạ. Cậu cứ nói cho họ căn nhà này vốn là nhà của Lôi Khôn. Bây giờ Lôi Khôn đã bị cảnh sát bắt giữ trong tù rồi. Vụ đấu giá lần trước dù thành công nhưng phải đền rất nhiều tiền, rất có thể do phong thủy căn nhà không được tốt. Ông không ngờ lại lén ghi âm. Thật ra ông có mục đích gì hả? Tôi chỉ muốn bảo vệ bản thân thôi. Nếu nội dung bản ghi âm này truyền ra ngoài, tương lai cả đời cậu mất hết. Tôi để cho cậu lựa chọn, cậu muốn về với ba cậu hay là tiếp tục hợp tác với tôi đây?
Cẩn thận, từ từ thôi. Ba, chị Duyên, Tú Khanh, ông trời, sao mọi người lại tới đây vậy? Xin chào mọi người, anh Trịnh. Anh Trịnh. Nhà Phong à? Dạ. Mọi người lấy phòng khách làm văn phòng có chật quá không vậy? Không đâu. Ba coi, bày thêm mấy bộ bàn ghế là thành văn phòng rồi. Vốn không cần phải ra ngoài thuê văn phòng, lại tiết kiệm tiền trang hoàng nữa, ba nói đúng không? Quả nhiên là con trai của tôi biết nhìn nhận sự việc từ những góc độ khác nhau. Tiết kiệm đúng là tính tốt đó. Anh Trịnh à, tôi muốn cảm ơn anh. Anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Sao anh lại khách sáo quá như vậy chứ? Mời anh ngồi, mời anh từ ngồi. Từ từ thôi. Tôi nói với anh, tôi làm như vậy là phải thôi. Tôi rất cảm ơn anh đã nuôi dạy Nhạc Phong thành một người đàn ông vừa thông minh lại có chính nghĩa như vậy đó. Tôi cảm ơn anh còn không kịp nữa. Anh còn khách sáo với tôi làm gì? Không dám, không dám. Chú à, hay là vậy đi, con có thể qua đây phụ hay không? Làm thư ký, giúp họ giải quyết công việc. Trời ơi, cô Tú Khanh à, cô là cô Hai Lá Ngọc Cành Vàng mà, đúng không? Cô đang làm ở tập đoàn lớn như Tân Thái, sao phải hạ mình tới đây để làm thư ký cho công ty nhỏ nhoi như chúng tôi? Người ta đang nói chuyện, cô xí vô làm gì? Ra ngoài đi. Con thật là dễ thương. Lẽ nào anh không nhận ra Tú Khanh nhà mình vì muốn ở gần Nhạc Phong mới cố tình tới đây làm thôi. Tú Khanh, tâm ý của con chú đều biết hết. Nếu như con muốn tới đây làm việc, lúc nào cũng tới được hết. Vì công ty xây dựng này cũng là Tân Thái đầu tư, có thể nói là liên quan tới tập đoàn của chúng ta, có đúng không? Phải rồi, anh Dương Sinh, xem ra sự nghiệp của Nhạc Phong đã từng bước ổn định, cả nhà anh cũng được sum họp rồi. Vậy tiếp theo, có phải anh nên tới chỗ của Chu Quảng Đạt đưa Văn Lương trở về nhận lại tổ tiên không? Đúng, anh nên đi tìm Chu Quảng Đạt. Chẳng những phải tính sổ rõ ràng ân oán suốt 20 năm qua, đưa Văn Lương trở về, còn phải khiến Chu Quảng Đạt chịu sự quả báo của hắn được. Sao rồi? Chắc chắn bây giờ tâm trạng cậu rối lắm hả? Đã nghỉ hơn nửa tiếng rồi, có quyết định hay chưa? Tôi nghĩ chắc cậu quyết định trở về bên cạnh ba cậu, sau đó mới dùng ba cậu đối phó với tôi, phải không? Ông đúng là quá bị ổi. Sao ông có thể lén lút ghi âm lại như vậy chứ? Hay, lúc nãy tôi nói rồi, tôi chỉ muốn bảo vệ bản thân. Nếu cậu chọn quay về bên cạnh Trịnh Dân Sinh, chúng ta lập tức trở thành kẻ thù. Lúc đó tôi đem nội dung đã ghi âm này để ba vợ và vợ cậu biết, cả đời cậu nỗ lực sẽ thành mây khói, tương lai sẽ bị hủy hoại hết. Cho dù tôi mất tất cả những gì Thái Vĩnh Xuân cho tôi, chỉ cần tôi về nhận lại tổ tiên thì ba tôi cũng vẫn cho tôi tiền bạc và quyền thế. Ông đừng quên, đây là sự thật. Đúng là gió chiều nào theo chiều đó. Vậy tôi đã biết ý của cậu rồi. Chắc chắn cậu chọn ba cậu trở về với ông ta. Nhưng mà tôi cũng tuyệt đối không để cậu được sống yên đâu. Mấy hình này là chứng cứ cậu hối lộ người khác trong bầu cử lần này. Chứng cứ này rất bất lợi với cậu. Nếu tôi giao mấy tấm hình này cho cảnh sát, cậu nghĩ đi, cậu sẽ ra sao? Ông quá hiểm độc. Tôi thật không ngờ ông lại làm ra chuyện này. Cậu phải ráng học hỏi nhiều vào. Mình không vì mình, trời tru đất diệt. Nói thật lòng, tôi rất coi trọng cậu, coi trọng tính cách vì tiền không màng tất cả của cậu.
nếu cậu chọn tiếp tục hợp tác với tôi, cậu muốn có được tất cả, tôi cũng để cậu có được. Nhưng mà nếu cậu lựa chọn Trịnh Dân Sinh, vậy thì đồng nghĩa hủy diệt bản thân. Cậu nói sao? Mẹ có nghe lầm không? Mẹ à, mẹ không nghe lầm đâu. Thư Sảo giả làm em họ của con và ở trong nhà họ Thái. Cô ta ở đó, con không thể nào yên tâm làm việc được, càng không dám ngủ. Thư Sảo còn đem theo đứa nhỏ qua bên đó sống nữa. Hơn nữa cô ta đầy mưu tính, nhân lúc con sơ ý lôi kéo cha con của Bội Kỳ. Bây giờ quan hệ giữa cô ta và Bội Kỳ cứ như là chị em ruột vậy. Con thật không còn cách nào để đuổi cô ta đi nữa. Mẹ không biết trong lòng Thư Sảo đã có mưu tính gì, cô đã có thể đường đường chính chính ra vào nhà các con. Tiếp theo đây không biết cô sẽ làm ra chuyện gì nữa. Mẹ à, nếu chuyện giữa con và Thư Sảo để cho Bội Kỳ biết được, vậy thì con sẽ chết chắc đó. Con nhất định sẽ trở thành người trắng tay. Mẹ à, con cầu xin mẹ hãy giúp con. Mẹ đi nói với Thư Sảo kêu cô rời xa con đi. Mẹ à, mẹ nhất định làm được mà. Dù sao mẹ với Thư Sảo trước giờ cũng rất thân nhau, có phải không? Kiến Hầu ngoan quá đi, dễ thương quá à. Ngoan, sao con không chịu ngủ đi? Ngủ đi, ngủ đi. Muốn mở hát cho con nghe không? Ngoan, ngoan nha, ngoan, ngoan, ngoan. Ủa Kỳ à, Kiến Hào có ngoan không vậy hả? Có, nó rất ngoan đó. Ôi, Kiến Hào, đây trụ, chúng ta đã tới nhà mới rồi con. Ngoan quá. Ý cha. Chắc là thằng bé mới tới nhà mới nên không quen thôi. Chị Kỳ, bác trai à, rất cảm ơn hai người đã giữ con với Kiến Hào ở lại. Chuyện này có gì phải cảm ơn đâu chứ. Em cũng coi như người nhà này rồi. Tuy là lúc đầu Văn Lương nói chúng ta nên có cuộc sống riêng của mình, nhưng mà chị thấy thực sự rất lo cho em. Dù gì bây giờ em đang mang bệnh, cần phải tịnh dưỡng cho khỏe. Với lại em ở với chúng tôi như vậy, chúng tôi cũng có thể thuận tiện chăm sóc cho em mà. Ý, có đúng không? Cười con đi, cười đi, cười kìa. Ôi trời ơi, nó cười kìa. Con về rồi. Văn Lương, con về rồi hả? Dạ phải. Về sớm vậy? Ở bên chỗ công ty cũng không có nhiều việc lắm. Sau khi đi gặp mấy khách hàng xong, con liền muốn về nhà để phụ sắp xếp thu dọn nhà mới đó mà. Thì ra ngoan là vậy. Ngoan. Bội Kỳ à, cho anh bồng Kiến Hào một lát có được không? Được rồi, đây. Đây nè, cẩn thận nha con. Được rồi, đây, cẩn thận nha. Dễ thương quá, cẩn thận đó. Trời ơi. Nó dễ thương thiệt đó. Trước đây Văn Lương không hề bồng Kiến Hào, hôm nay là chủ động bồng nó. Lẽ nào Văn Lương đã hồi tâm chuyển ý sao? Để em bồng cho. À được. Mẹ bồng nha. Cẩn thận nha. Dễ thương quá, Quang. Ưng nhà. Là khách hàng Quang con mới gặp nha. Lúc nãy nhắn tin. Khách hàng này Thư Sở cũng có quen đó. Chắc là em vẫn còn nhớ chứ. Chính là cô bạn ở dưới quê hồi nhỏ thường đi chung với chúng ta, tên là Hương đó. Cô mới vừa gửi tin nhắn cho anh, nói cô rất nhớ em. Em có muốn đi gặp cô không? Mình với Văn Lương làm gì có bạn nào ở dưới quê. Đây chắc là quỷ kế của anh ta rồi. Thư Sảo à, em tới nhà anh chị rồi cũng hiếm khi ra ngoài. Hay là nhân cơ hội này em ra ngoài dạo chơi. Chị cũng tin là bạn em chắc chắn rất muốn gặp mặt em. Còn về phần Kiến Hào cứ giao cho anh chị chăm sóc được rồi. À, phải đó, phải đó. Thư Sảo à, con ra ngoài một bữa cho thư thái cũng tốt mà. Dạ được. Con nghĩ chắc chắn cô Hương rất muốn gặp em. Em cũng lâu rồi không gặp cổ. Vậy nhờ anh đưa em đi gặp cổ nha. Được. Đi. Ê, còn Kiến Hào cứ để lại chị chăm sóc được rồi. Không sao đâu, em nghĩ bạn em cũng muốn gặp mặt Kiến Hào mà. Ờ, vậy hả? Được. Ừ, đi đi. Văn Lương, dù anh có quỷ kế gì cứ việc dùng hết đi, tôi sẽ không sợ anh đâu.
anh đưa tôi tới đây làm gì? Tôi vốn không có người bạn nào tên Hương. Thật ra anh có mục đích gì? Đúng vậy, anh muốn đưa em ra đây. Chắc không phải anh muốn đối phó với tôi chứ? Trương Văn Lương, tôi cảnh cáo anh, đây là công viên. Nếu anh dám làm gì hai mẹ con tôi sẽ la lên đó. Không đâu, anh chỉ muốn đưa em ra đây nói chuyện thôi. Nói chuyện? Không có gì đáng nói hết. Tôi về đây. Thưa Sảo, bác gái, là bác có chuyện nói với con mới kêu Văn Lương kêu con ra đây. Đây là cháu nội của bác sao? Cho bác bồng nó có được không? Ngoan quá, ngoan quá. Nó dễ thương quá. Sau này lớn lên chắc chắn rất đẹp trai. Ngoan, bà là bà nội của con biết không? Bác đồng ý nhận đó là cháu nội bác. Bác kêu đó gọi là bà nội, nhưng lại không nhận con là con dâu bác. Thư Xảo, bác nói rồi, trong lòng bác chỉ nhận con là con dâu. Muốn trách cứ trách bác. Trước đây Văn Lương vì muốn bác được sống an nhàn, không muốn bác bị đám chủ nợ đeo bám, mới đi lấy bội kỳ làm ra chuyện tổn thương con. Thư Xảo à, Văn Lương nói hết với bác rồi. Bác có thể cầu xin con rời khỏi nhà Văn Lương không? Để cho nó được ngủ yên chứ, yên tâm làm việc. Coi như bác xin con tha cho nó đi.